Cậu về được hả? Không. Xong rồi thấy cậu vui quá chừng luôn á. Nó đi rồi. Vậy hả? Đi rồi. Đi hả? Rồi anh đi rồi. Cậu ba đi rồi. Đốt nhang cái đi rồi hả? Tính hỏi cậu vẫn tới đây gặp cậu Năm. Tính hỏi nãy giờ lên đây có gặp cậu không? Con về gia đình đi về. Rồi thôi gia đình mình về ha. Dạ. Dạ. Mình thấy để phải xong rồi để trái rồi giờ để phải nữa. Đi về. Dạ. 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 Muốn quay hình không? Ủa? Hay là ta cho cái chân nhà nó không phải không ta? Vô nữa. Cô Hậu nói cho tao biết không? Cô Hậu nói đây. Sao đặt hàng cho tao rồi nè. Không biết mà rồi thăm mà dọn ta. Tại vì cô trên này ảnh á, nói cơ. Gì nữa? Bảy bào, sáu báo. Là mấy người đó là vua mẹ quen. Biết. Ca vô liên tục ha. Ừ, ca vô liên tục luôn. Dạ. Dạ. Ba ai cũng được. Rồi giờ điểm điểm à. Rồi xong luôn rồi. À. Rồi cậu ba điểm đầu người. Rồi xong chết. Queo hết. Cậu ba lên án rồi. Rồi cậu ba điểm là chết. Cậu ba điểm. Điểm chi vậy cậu ba? Ba điểm cậu ba lên án tự rồi. Cậu qua điếm là lên từ người chưa? Dạ con máy bay chở tàu chở gia đình nha. Ở đây tới chiều luôn hả? À? Dạ. Tới chiều luôn hả? À. Ồ tụi con ở đây tới chiều mới về lắm. Chút được thấy nhiều người ủng hộ. Dạ. Rồi, cảm ơn cậu ba nha. Trời ơi ta chết rồi, ta biết cái gì. Cậu ba kêu mấy người kia ủng hộ mình con. Cậu ba biết chạy xe máy không? Ta biết chạy ngựa hả? Không biết chạy ngựa. Xe máy hả? Chạy ngựa. Ta chạy ngựa hả? Không, ý là người mắt mà còn trẻ đó, thường thường tao lành thành cậu trạng nữa nha. Dạ. Đó, bây giờ lấy mão của ngựa ra. Cái đó là cái gì vậy cậu ba? Cái này là cái gì vậy? Cái này hả? Ừ, cái này nè. Cái mũ á. Cái mũ hả? Cái mũ bảo hộ. Mẹ nói cái mũ mà chết rồi còn bảo hộ cái gì nữa. Không bảo hộ
bỏ đó, bỏ điện nữa, điện nữa, điện nữa. Trời ơi. Alo. Con đang ở Bình Dương hả? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 người. Nói ai là vui rồi. Vui. Ô, nãy con 6 giờ chú 7 điện à. Trời ơi, nói không đàng hoàng. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, chết rồi, không vàng. Vui vậy. 6, 6, 6, 6. À, tiếng bà 6. Đây nè. Chơi vô con về nè. Có về không? Biết rồi, giờ đây. Má, tắt tắt đi mới về được chứ. Không cầm cái này đi con chạy chiếc ù cho lại. Gì? Cầm cái đó đi con bỏ vô đây nè để cướp nó giục chết mẹ luôn. Cướp lại nó giật hả cậu ba? Cậu ba, cướp lại nó giật hả? Tao giật cái chỗ tôi chuyện nè. Mày mày giỡn mặt với tao hả? Mà mày biết tao có con mắt từ sau không? Cái thằng khốn nạn. Dạ cậu ba về hả cậu ba? Nói tôi Vinh về hả Vinh? Một. Vinh hả? Cậu ba tên Vinh hả? Cậu ba tên Vinh hả? Cậu ba Vinh. Cậu ba Vinh về. Cậu ba Vinh, cậu ở trời Vinh. Cậu ba giờ cậu ba phúc ngựa hả cậu ba? Dòm cô Vinh phóng ngựa hả? Rồi chuẩn bị cô cậu ba, cậu ba Vinh phóng ngựa. Cô vua mẹ. Dạ. Không biết, không biết. Chết. Bà sao? Đó là đeo giùm cho vua mẹ. À, đeo giùm cho vua mẹ. À, vua mẹ là mẹ của cậu ba Vinh đó. Nhớ không? Không, về giữ cậu ba ơi. Không, bây giờ cậu ba chạy xe là có... Chuẩn bị, cõi ngựa, cõi ngựa. Đó. Rồi rồi rồi. Chừng nào cậu ba lên nữa? Có duyên gặp lại, chờ giờ hứa nó hứa lỡ sao? Chừng nào mấy người này dẫn tới đây rồi. Bye bye nha, chừng nào có duyên gặp lại, gặp lại trên đây nha. Mô Phật. Mô Phật là người sống là giả, dạ. Còn người chết là mô Phật. Dạ. Cho chưa? Chị lên 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 lên. Trời ơi, giờ ra rất là giỏi, vô mà khó ra vậy. Cởi ngựa nha, nha cậu ba. 1, 2, 3, con đi ạ. Cởi ngựa cậu ba. Chuẩn bị cưỡi ngựa không cậu ba? Dạ, cậu ba mấy cô. Rồi, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa. Chết rồi, bà cưỡi ngựa thiệt rồi. Rồi tới đây thì Hiền Tiên xin kết thúc lên với chú anh chị.